Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và đời sống. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết, khối EU chỉ trích Trung Quốc tiến hành quân sự hóa Biển Đông. Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Federica Mogherini nhân chuyến viếng thăm đến Hà Nội vào ngày 5 tháng 8. Hãng AFP loan tin cho biết, bà Federica Mogherini nói rõ, Liên minh châu Âu lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực Biển Đông. Cũng theo nguyên văn lời của bà Federica, thì hoạt động quân sự hóa chắc chắn không dẫn đến một môi trường hòa bình bà đã nhắc lại ủng hộ của quyền tự do đi lại, tự do hàng không trên biển và ủng hộ tiến trình hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông, gọi tắt là COC, và tôn trọng Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982. Trong cùng ngày, theo truyền thông trong nước, bà Federica Mogherini bày tỏ sự vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về chính sách đối ngoại và an ninh tại đây bà Federica Mogherini khẳng định EU đã coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực và EU đang triển khai nhiều chính sách và biện pháp đặc biệt để phát triển sâu rộng hơn các mối quan hệ hợp tác với Việt Nam hơn 1.200 đối tượng tội phạm Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài tính đến tháng năm 2019 Việt Nam có hơn có hơn 1.200 đối tượng tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài trong đó có 235 người đã bị Interpol ra lệnh truy nã. Báo chí trong nước đưa tin bộ hôm 5 tháng 8 năm 2019 trích dự thảo báo cáo của Bộ Công an tổng kết thi hành pháp luật về dẫn độ cho biết và theo báo cáo tính đến hết tháng 5 năm 2019 có 317 đối tượng có lệnh truy nã đỏ của Interpol lẫn trốn vào Việt Nam. Trong khi đó có hơn 1.200 đối tượng tội phạm trong nước đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cũng theo báo cáo này, Việt Nam đã lập và chuyển 35 hồ sơ yêu cầu dẫn độ đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, gồm 21 yêu cầu dẫn độ theo các hiệp định song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Úc, Czech, 14 yêu cầu dẫn độ theo nguyên tắc có đi lại với Anh, Hồng Kông, Nhật Bản, Thụy Điển. Tính đến tháng 7, Việt Nam là thành viên của 22 điều ước quốc tế địa phương, 11 hiệp định tương trợ tư pháp song phương có quy định về dẫn độ và 12 hiệp định song phương chuyên biệt về dẫn độ. Kính thưa quý vị, 18 người đã chết và mất tích do cơn bão Wi-Fi. Băng phòng chống thiên tai vào ngày 5 tháng 8 cho biết, thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 tức là Wi-Fi đã khiến cho hàng chục người chết và mất tích, nhiều nhà cửa bị sập và sạt lở tại nhiều tỉnh thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Báo cáo trong ngày 5 tháng 8 cho biết, có 5 người chết và 13 người mất tích tại Thanh Hóa, Bắc Cạn và Điền Biên nhiều tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hà Nội và Thanh Hóa do mưa lớn kéo dài đã xảy ra 4 sự sạt lở tại khu vực sông Hồng, sông Đáy và sông Mã. Tại khu vực bản Sa Ná, xã Nam Mèo, huyện biên giới Quang Sơn, Thanh Hóa là khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề, nằm cách thành phố Thanh Hóa hơn 200 km sau khi lũ quét qua, khiến 12 người trong bản đã bị cuốn trôi mất tích, 24 ngôi nhà bị sập và cuốn theo dòng nước cùng toàn bộ tài sản của người dân khiến cho nhiều người hoang mang. Trong ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng tìm được xác của một trong những nạn nhân mất tích. Trong khi cơn bão số 3 đang đổ bộ vào các tỉnh khu vực miền Bắc, thì tại khu vực biển phía Tây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Khi sóng lớn đánh sập hàng trăm mét đê biển, nhiều hộ gia đình đã bị ngập trong biển nước. Giảm phụ thu nguồn vải từ Trung Quốc, thì ngành dệt may của Việt Nam sẽ thu lợi hàng tỷ Mỹ Kim. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã chi gần 3,8 tỷ Mỹ Kim mua vải từ Trung Quốc, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Khiến cho Trung Quốc hiện đang là quốc gia cung cấp vải may mặc lớn nhất cho Việt Nam với 60% tổng lượng vải may mặc nhập khẩu. Truyền thông trong nước loan tin ngày 5 tháng 8 cho biết, và nước đứng thứ nhì cung cấp vải may mặc cho Việt Nam đó là Hàn Quốc với 16% tổng lượng, kế tiếp là Đài Loan với 12% tổng lượng, và cuối cùng là Nhật chiếm 5,8%. Theo đó, với tỷ lệ vải nhập từ nước ngoài lớn như hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó tận dụng được ưu đãi về thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, gọi là EVFTA, và cũng theo EVFTA, để được các giảm thuế thì nguyên liệu ngành may mặc phải bảo đảm được xuất xứ. Quy tắc cộng gộp của EVFTA chỉ chấp nhận sợi được nhập từ Trung Quốc nhưng vải phải, phải được làm từ Việt Nam. Cũng theo ông Chủ tịch Hiệp hội Dịch may Việt Nam, nếu giảm phụ thuộc vải từ Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ thu hàng tỷ Mỹ Kim lợi từ đơn hàng dịch may của EU trong tương lai gần. Và một bản tin về đề sống cho biết, cuộc đua máy cắt cỏ dài 12 tiếng đồng hồ diễn ra tại Anh Quốc. Đội Best Western do ông Jeff Bishop dẫn đầu đã vừa giành giải quán quân trong cuộc đua chạy máy cắt cỏ dài 12 tiếng đồng hồ thường niên vào hôm Chủ nhật 4 tháng 8 vừa qua. Cuộc đua được tổ chức trong suốt cuối tuần qua ở Fire trong quận West Sussex của Anh quốc với sự tham gia của 48 đội thí sinh đến từ khắp nơi. Cuộc đua độc đáo này ra đời khi những người hâm mộ thể thao gặp nhau tại một quán rượu vào năm 1973. Đội thắng cuộc đã hoàn tất đường đua dài hơn 1.575 km, bất chấp thời tiết ẩm ướt kèm theo sình lầy, trong sự reo hò của nhiều khán giả từ khắp nơi tới xem. Các tay đua không chỉ hoàn thành yêu cầu của ban giám khảo trong bóng tối mà họ phải thể hiện kỹ thuật để xe cắt cỏ một cách chi tiết trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Thời tiết cũng góp phần quan trọng trong cuộc đua vào mỗi năm. Cuộc tranh tài tiếp theo đã được ấn định diễn ra vào tháng 8 năm tới. Và một bản tin đặc biệt cho biết Victoria Secret lần đầu chiêu mộ người mẫu chuyển giới hôm 4 tháng 8 theo tờ Independent và Lantina Sambayo đã trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên được ký hợp đồng độc quyền với thương hiệu nội y Victoria Secret. Chân dài của Brazil đã chia sẻ niềm vui này đến người hâm mộ. Trên Instagram, Sambayo đăng bức ảnh khoác khăn tắm và chú thích rằng hậu trường của Victoria's Secret. Từ dòng hashtag VS Pink mà người đẹp đính kèm bài viết. Dân mạng đoán rằng cô đang thực hiện bộ ảnh cho dòng nội y Pink của hãng. Nhiều người hâm mộ bạn bè trong giới đã gửi lời chúc mừng đến Sambayo. Trong tiền lệ của Victoria's Secret, chưa bao giờ có người mẫu chuyển giới nào làm được điều này. Thậm chí vào năm 2018, Edward Razek là cựu giám đốc tiếp thị của thương hiệu tuyên bố người mẫu ngoại cỡ và chuyển giới không có cơ hội gia nhập hãng. Phát ngôn của ông đã bị chi trích dữ dội và số đông khán giả nhận định ông có lối suy nghĩ kỳ thị coi thường những người mẫu không theo tiêu chuẩn từ trước đến nay. Sự công kích của dư luận khiến cho đã phải từ chức kèm theo một lời xin lỗi. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi chiều của đài CBN. Bằng Châu xin kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và lúc nào cũng được hạnh phúc. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 8 giờ tối hôm nay băng châu xin trân trọng kính chào quý vị